Nhân xin chào cả nhà mình nha. Ngày mới xin Nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an ha. Hôm nay thì xin Nhân rất là vui, rất là hạnh phúc ha cả nhà mình ha. Hôm nay làm gì lớn nha cả nhà mình. Hôm nay xin Nhân làm gì lớn. Rồi, còn hiện bây giờ thì sau khi gia đình siêu nhân kết thúc cái buổi tiệc vui thì siêu nhân lại vui thêm một lần nữa. Bây giờ thì cả nhà mình thấy siêu nhân đang đến với sân bay Tân Sơn Nhất, đang đến với sân bay Tân Sơn Nhất đi cùng đại gia đình của siêu nhân. Hôm nay siêu nhân đón chị của siêu nhân, đó là chưa là mẹ của bầu trời Cali, người mẹ triệu vưu đó cả nhà mình ha. Hôm nay thì đại gia đình của người chị thứ của siêu nhân, đó là mẹ của bầu trời Cali á, là về Việt Nam chơi, thì về hết gia đình bên đó, thì hôm nay là hôm nay rất là vui nha cả nhà ha. Thì bây giờ siêu nhân đang đến với sân bay Tân Sơn Nhất đón, để siêu nhân xây camera lại cho cả nhà mình xem cái khung cảnh ban đêm ở sân bay, cũng như là cùng với siêu nhân đón chị của siêu nhân về cái nhà mình nha. Siêu nhân xin mời cả nhà mình cùng xem clip nha. Rồi, theo thông tin hiển thị trên bảng điện tử thì siêu nhân thấy chuyến bay này là tiếp viên đang đi ra nè cả nhà mình. Thì chuyến bay này là chuyến bay của người chị thứ hai của siêu nhân đi nè, là hạ cánh vào lúc 10:25 nè cả nhà mình, mà người nhà của siêu nhân thì chưa thấy. Rồi cả nhà ơi, cuối cùng thì siêu nhân cũng thấy là người nhà của siêu nhân bước ra rồi. Người nhà của siêu nhân ra rồi là cả nhà mình. Đây là cháu ruột của siêu nhân đây. Đó. Rồi bắt đầu ra tới nha cả nhà mình nha, về đại gia đình, đó là con út của người chị thứ hai của siêu nhân ha. Bắt đầu ra tới nha cả nhà mình nha, đông lắm. Cả nhà mình cùng chung vui với gia đình siêu nhân nha. Rồi tới kìa cả nhà mình, ngó đó, bắt đầu hành lý đẩy ra mấy xe sau đó. Đó là người nhà của siêu nhân, là cháu rể của siêu nhân nè. Cả nhà mình đang cầm máy quay nè, là cháu rể siêu nhân nha. Tên Đạt nha cả nhà, chồng của bé Tiết nha. Rồi còn đây là kêu siêu nhân bằng ông. Đây và Tiết này ra cả nhà mình nha. Đây chị hai của siêu nhân, là người mẹ triệu view, là chị của siêu nhân nè cả nhà mình. Quá trời đồ luôn hả chị? Ở ngoài kìa. Đó, đây là đại gia đình của siêu nhân về tới nha cả nhà mình ha. Thì siêu nhân nói rồi, thì hôm nay gia đình của siêu nhân rất vui đón hết, cũng như là nguyên một đại gia đình của kêu bằng là mẹ bầu trời Cali về thăm quê hương. Chuyến đi hôm nay siêu nhân nghe nói là về được cái là 2 tuần nha cái nhà mình ha, 2 tuần rồi mới về Mỹ lại. Quá trời đồ cái nhà mình. Rồi siêu nhân mời cái nhà mình cùng với siêu nhân về đại gia đình siêu nhân chung vui nha. Rồi khỏi sân bay Tân Sơn Nhất cả nhà ơi. Bầu trời Cali thì năm nay không có về. Nói đại gia đình thì cũng xin lỗi cả nhà mình hơi thiếu chút xíu, tại bầu trời Cali không có về ha cả nhà ha. Thiếu mỗi mình mà bầu trời Cali thôi. Còn bao nhiêu là tất cả đầy đủ, kể cả là chị em và cháu, và cháu kêu siêu nhân bằng ông cũng có luôn. Hợp đồng tới xe 16 chỗ để chở người và quà về cái nhà mình ha, phải nhiều quá, tới 16 chỗ là. Ừ.
thôi, quay mặt lại. Đầu bình thường là đúng không? Nó thuê nguyên chiếc 16 chỗ chở cả nhà mình. Quá trớn luôn. Quá hớp luôn. Quá trời đồ quà cả nhà mình. Cháu rể siêu nhân cả nhà mình ha, chồng của bé Tiết. Bao nhiêu người anh? Rớt áo, rớt áo. Thanh rồi, siêu nhân xin tạm khép clip lại cái nhà mình ha, để siêu nhân phụ với gia đình siêu nhân đưa chị và cháu siêu nhân về nhà nghỉ nha cả nhà mình ha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha, hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo nha cả nhà mình.